Trời ơi, kéo như ghê mọi người. Chưa lên được nữa. Trời ơi, kéo nhanh như vậy. No. Trời ơi, cá bự rồi, không biết cái gì đây. Cá bự rồi mọi người ơi. Rồi, Di xin chào tất cả mọi người nha. Thì hiện tại mình đang có mặt tại chợ Cây Lậy này mọi người ơi. Thì cũng đã rất lâu rồi mình chưa ra đây nha mọi người. Kể từ cái bữa mình gặp nạn, mình bị chim xuồng ở đây nè mọi người ơi. Mình cũng chưa có ra nữa. Hôm nay mình quay ra đây mình thăm coi tình hình cá này sao nha mọi người. Thì cũng lâu quá rồi, mọi người chắc cũng quên cái địa điểm rồi. Để quay lại cái địa điểm cho mọi người xem nha. Mình sẽ câu từ đây nha mọi người. Đây mình sẽ câu dài trong đẩm. Trong đẩm thì từ đây là đầu Cây Lậy nha mọi người. Câu dài trong đó thì nó giáp khoảng tới cầu Bà Tứ nha mọi người. Đây hết cái bờ kè này tới cầu Bà Tứ. Nó khoảng một cây số nha mọi người. Rồi bây giờ mình không để mọi người đợi đâu thì mình bắt đầu thôi mọi người ơi. Tu caro rồi để xuống caro ăn đá mọi người. Đây caro đầu tiên của mình luôn nha mọi người. Caro đồng nè mọi người ơi. Con này thì khoảng hơn 2 ngón tay một xíu mọi người, chắc khoảng 2,5 ngón được. Ca đá cho mọi người. Đó, rồi đây khai trương con đầu tiên. Rồi cho mày vào xuồng thôi. Tưởng cái trai nhỏ anh nhẹ là con cá rô mọi người ơi. Con cá rô đực cá này ngón gửi nha mọi người, nhưng mà rất là dài nha, dài hơn con cá rô đực, nó sẽ dài hơn cá rô cái nha mọi người. Thì nó ốm liền nhất nè đó. Cái tử lên cá trai nhỏ mà anh nhìn cá rô. Rồi câu thứ hai nha mọi người. Đó, lụm mày luôn. Tí xíu mình mới kéo được lên nha mọi người.
rồi lên con ơi. Con này bự hơn cổ tay mình luôn rồi. Thiệt mệt. Mệt rồi thì lên không? Trời trời trời. Mở được thì lên thôi. Ồ. Quá đã người. Ồ, dậy đi. Lên tới xuồng rồi. Trời ơi. Lâu rồi mới gặp khách thì bự mọi người. Đó. Câu tài mình nó không hết luôn nè mọi người. Ui trời ơi nó đã chứ. Con này đang cách đi phi nha mọi người. Bự hơn cổ tay mình nhiều nữa. Khoảng gấp 2 gấp 2 rưỡi cổ tay mình luôn mọi người. Trời ơi. Đã chưa. Con này mình không biết chắc nó hơn nửa ký mọi người. Chắc hơn nửa ký được. Đã cho mọi người đó. Rồi. Kéo quá trời kéo luôn. Rồi. Mình đây mở ra câu tiếp mọi người. Cho nó vô chuồng thôi. Quá đã rồi. Nó ngay cái chỗ này có con cá gì nó ăn mình nãy giờ hoài luôn, mình không có cái thế giật được mọi người. Để mình đổi hướng mình giật thôi coi. Dính nè, dính rồi nè. Trời ơi, cá rô bự. Nãy giờ ôi con cá rô khủng long. Trời ơi. Con cá rô khủng long. Trời ơi. Nó dảnh là luôn rồi mọi người. Cá rô này là cá rô đầu vuông mọi người ơi. Trời ơi. Nãy giờ mấy con ăn gì nè. Mình giờ không dính, mình đừng có trê nữa rồi. Ăn nhà nguyên con cá rô khủng long luôn. Cô này bốn ngón tay khỏe re luôn nha mọi người. Khá đã mọi người ơi. Rồi để mình mở ra mọi người ơi. Quá đã. Cá này chắc bị xịt hay sao rồi bị cong lưng rồi. Rồi vô sâu thôi. Đó. Nó đã cho mọi người. Cá bự rồi, cá bự rồi, không biết cái gì đây. Cá bự rồi, cá bự rồi mọi người ơi. Bự rồi mọi người ơi.
mà không biết cái bự gì đây. Kéo kéo kè, kéo kè, con kéo cong cái cần luôn kìa. Cho nó mệt xíu mình đi cho nó ra được. Chưa lên được mọi người. Trề. Rồi chết rồi. Bấm vô cây rồi mọi người. Đây mình tắt máy anh mở rồi còn mọi người. Dướng vô cây rồi. Chết luôn. Lên hàng rồi nè mọi người ơi. Mình cứ tưởng là nó sẽ xảy không mà. Hay là con cá trê này cũng không có to mọi người. Bởi vì nó dướng vô cái cây rồi nó không có xảy được. Nếu con cá trê bự hồi nãy thì chắc có khả năng là nó tiêu rồi. Con cá này thì chắc khoảng cỡ bằng cổ tay mình hả mọi người ơi. Vậy cũng kéo ghê gớm, kéo vô cái cây luôn. Rồi, để bây giờ mình cho vô xuồng nè mọi người. Kiếm còn con nào nữa. Hôm nay gặp cá to to không. Nó cái gì đây mà kéo gì đây. Cái này chắc cá trê biết ngay mà. Cá này sẽ cố tay mình rồi mọi người. Lên con. Cái này thì kiểu như câu vui thôi chứ. Con này ăn thì cũng không có được mà. Thả thì thấy cũng ngấy. Con này mình quyết định là mình bắt mọi người. Bắt đem về thả nuôi. Cái này thì nuôi thì nó mau lớn rồi mọi người. Con này cái đứa cố tay của mình nè. Cái này thì cho vô loại hết vô xuồng vậy mình thả nuôi. Nó cái gì vàng vàng đấy. Nó bây giờ mới vô một lứa rồi mọi người ơi. 90 con cá mình vừa bắt ha. Nãy giờ ba con thì nó cũng cỡ chỉ bằng 8-9-10 mọi người. Không biết nó quấn sao mà nhảy sao cái lưới câu văng ra ngoài luôn rồi. Thấy mọi người thấy không? Cả màu. Mấy này thì bắt về mình thả nuôi. Nuôi thì rất là mau lớn nha mọi người. Đó. Rồi, tiếp tục thả vô xuồng mọi người. Câu tiếp. Trời ơi, cái cây con nó ghĩa cái phao nè. Bây giờ không gan cái cây con ghĩa phao liền. Chắc nó rồi. Hàng một phao lắc lắc như này là nó. Biết ngay. Cái con này quá bé mọi người. Thả hết cho ra thả. Giờ xuống tới đây cái điểm câu nó bị hạn chế mọi người. Nước nó lớn quá trời. Câu không được nữa. Mình câu tìm thử 1-2 điểm nữa không được. Chắc mình phải rút thôi. Rồi bây giờ video mình kết thúc luôn mọi người ơi.
mình nãy mình cầu ở trên kia là cầu Cái Lẫy đó mọi người, còn cây cầu này cầu Đúc đó mọi người. Từ trên đó mình xuống đây mình cầu được đúng có một đột điểm luôn nha mọi người, nước nó lớn quá, bây giờ mấy cái nhà sàn này mọi người thấy nè không có rút vô được cầu, bởi vì mình kết thúc mọi người ơi. Bây giờ bắt đầu mình quay lại cái thành quả cho mọi người xem nè. Mọi người thấy bữa câu hôm nay cũng đơn giản nha mọi người ơi, được 4 con cá rô. Trong khi đó cá rô này thì cá rô cụ rồi mọi người, cá rô khủng không, quá đã ăn cá rô rồi mọi người. Đi làm một em cá trê rất là to, đó cá trê gấp đôi của tay mình luôn. Thì bữa câu hôm nay mình chỉ có 8 con rồi mọi người, 8 con này mình bắt thôi, chim mới cá trê nhỏ, cái này thì mình không có bắt mà thả. Rồi mình cảm ơn mọi người đã xem video của ủng hộ mình nha, hẹn mọi người ở những video theo mọi người. Rồi, bye bye mọi người.